Câu chuyện về ba hạt mầm. Trong một khu vườn bình yên, nơi đất đai màu mỡ và cây cối xanh tươi, có ba hạt mầm nhỏ bé nằm gần nhau trên một mảnh đất đặc biệt. Ngày nọ, khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu rọi khắp khu vườn, ba hạt mầm bắt đầu trò chuyện về ước mơ và nỗi lo của mình. Hạt mầm thứ nhất nói: "Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên. Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân. Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá." Và rồi hạt mầm thứ nhất từ từ lớn lên. Hạt mầm thứ hai bảo: "Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được, thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã." Hạt mầm thứ ba rụt rè: "Tôi cũng muốn bén rễ và lớn lên trở thành một thân cây tươi tốt, với đầy hoa đẹp. Nhưng tôi cũng còn sợ lắm, nên có lẽ tôi sẽ chờ đợi thêm." Và rồi, hai hạt mầm nằm im và chờ đợi. Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn. Thấy hạt mầm thứ hai nằm lạc lõng trên mặt đất, bèn mổ ngay lập tức. Thật may mắn cho hạt mầm thứ ba, nằm gần dưới tán cây của hạt mầm thứ nhất, nên chú gà không nhìn thấy. Hạt mầm thứ ba run rẩy và cảm ơn cây rối rít. Lúc này, hạt mầm thứ nhất đã trở thành cây tươi tốt, mới nói: "Bạn đừng sợ, có tôi bên cạnh bạn đây. Nếu bạn cũng muốn được như tôi thì đơn giản lắm. Chỉ cần bung mình ra khỏi lớp vỏ hạt, vươn ra, đâm rễ xuống đất, hút dinh dưỡng và lớn lên, bạn cũng có thể trở thành một cây hoa tươi tốt, hằng ngày được tắm mình trong ánh nắng và thưởng thức những giọt sương mai, làm bạn với bầy ong và khoe sắc thắm. Tôi làm được và bạn cũng sẽ làm được." Nó nói tiếp: "Bạn biết không, nếu có thêm bạn ở bên cạnh, chắc chắn cuộc sống của tôi cũng sẽ vui lắm." Hạt mầm thứ ba nghe vậy thì vô cùng cảm động. Nó cảm thấy mình có giá trị hơn, an tâm hơn vì được khích lệ của hạt mầm kia, và nó từ từ bung mình ra khỏi lớp vỏ an toàn, vươn ra, đâm rễ xuống đất, hút dinh dưỡng và lớn lên. Vậy là trên mảnh đất màu mỡ với rất nhiều cây hoa trái, có thêm hai cây hoa đang ngày càng lớn lên, hút mạch nước ngầm và dinh dưỡng, tiếp thêm sức sống. Rồi theo thời gian, chúng đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết trái đúng như ước muốn ban đầu của chúng. Bài học tâm đắc ngộ ra. Câu chuyện về ba hạt mầm nhắc nhở chúng ta rằng sự phát triển và thành công chỉ đến khi chúng ta dám bứt phá khỏi những hạn chế nhận thức nội tâm và đối mặt với những thử thách. Sự sợ hãi và do dự có thể kìm giữ chúng ta lại, nhưng với sự khích lệ và trợ sức, trợ lực từ những người xung quanh, chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi và đạt được điều tuyệt vời. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình, dám bứt phá khỏi vùng an toàn và bạn sẽ thấy mình trưởng thành, mạnh mẽ và phát huy được năng lực xuất chúng. Sự đồng hành, khen ngợi, khích lệ của người khác không chỉ giúp chúng ta thành công mà còn giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa, hạnh phúc. Biết ơn bạn.
đã nghe bài học câu chuyện về ba hạt mầm.